Hello anh em nha, xả lỗ anh em ơi, 180 triệu anh em đã có em Carnival đời 2009 số tự động anh chị nha. Máy số gầm ngon sơn si ok, mâm đúc đăng kiểm 1 năm, biển số Tiền Giang. Xe ngay chủ, bao xài, bao chạy. Đó. Máy số gầm cực êm, ở clip trước có quay clip chi tiết rồi đó anh chị ha. Hôm nay để anh em mình chỉ 180 triệu, anh em nào kẹt tiền mua đưa em 160 triệu cho nợ 20 triệu luôn. Biển số Tiền Giang, xe ngay chủ anh chị nha, mua về chỉ việc lên xe đi thôi. Cửa lùa luôn nha anh chị nha. Rất là rộng rãi anh chị nha. Quá trời học lạnh luôn anh chị không? 8 học lạnh, tha hồ sử dụng luôn. Quá trời ngon. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu nha. Xe ngay chủ nha. Biển số Tiền Giang, cửa lùa. Ghế điện, số tự động anh chị nha. Đó, gương chính chỉnh điện nè anh chị ha. Vô lăng trợ lực rất là nhẹ nè anh chị ha. Số tự động dễ đi. Máy số gầm ngon. Đó, ghế điện chạy te te luôn. Ghế này hơi gách, cái này anh em nào thích em mang mới lại cho anh em mình ha. Bao xài, bao chạy nha anh em nha. Có cái đèn báo túp ly nữa nè anh chị ha. Keo chỉ còn nguyên bản luôn á. Đăng kiểm 1 năm, tha hồ sử dụng. Chỉ 180 triệu còn bớt nha. Có xe mà có bớt, có lái thử là có bớt anh chị. Có alo là có bớt luôn. Đó, bên em nhiều xe lắm anh em qua lựa nha. 7 chỗ còn Jolly nữa nè, Jolly có 100 triệu nè. Average máy dầu 170 triệu nè. Fortuner máy xăng 460, máy dầu 430, Innova 180 nữa nè. Quá trời xe anh em qua lựa thoải mái nha. Anh em mình gửi địa chỉ trên Google Thịnh Bến Tre ha. Đi theo vị trí là tới rồi. Số điện thoại nhân viên em là 0866 6789 71 nha. Bên em thì có rất nhiều dòng xe, anh em qua thử lái thử chạy thử vô tư. Đó, anh em nào xem được xe này thì alo cho em Thịnh qua số 0866 6789 71, nhắc lại lần thứ hai anh em nhớ nha. Có gì cứ alo cho em nha. Đó. Đẹp lắm anh chị ơi. Đó.